Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện tốt chỉ thị số 15-16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên trong việc tiếp tục thực hiện dừng hoạt động kinh doanh vận tải chở người ra vào tỉnh đối với xe khách, xe taxi, đò phà ngang sông sang tỉnh lân cận. Qua đó, các chốt chạm do lực lượng chức năng liên ngành được duy trì nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào địa bàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có chỉ thị số 11 ngày 16 tháng 4 yêu cầu lực lượng liên ngành tiếp tục duy trì 13 chốt kiểm soát các phương tiện, hạn chế xe chở khách, xe taxi ở các địa phương đi qua vùng dịch vào địa bàn. Mục đích nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện giao thông và người dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc cục bộ và tập trung đông người. Tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Ngoài sự chủ động và cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng nhằm kịp thời kiểm soát và ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất sự lây truyền, xâm nhập dịch bệnh vào địa bàn, mỗi người dân trong tỉnh cần nêu cao nhận thức, tự phòng dịch cho bản thân, gia đình, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Vào khoảng 20h30 phút tối ngày 18 tháng 4, trên quốc lộ 39A, đoạn gần cây xăng An Vũ thuộc địa phận xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người bị thương nặng. Chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 89A03416 khi đi đến cây xăng An Vũ đã va chạm mạnh với chiếc xe máy mang biển kiểm soát 89N14585, khiến người điều khiển chiếc xe máy bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Trong các tháng đầu năm nay, tuy bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, lượng người tham gia giao thông có giảm, tuy nhiên số người vi phạm luật vẫn còn nhiều. Lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt gần 6.500 trường hợp, phạt hành chính hơn 8 tỷ đồng. Theo đó, việc tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động tại các giờ cao điểm, tập trung kiểm tra xử lý các đối tượng hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, nhằm kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông theo chuyên đề. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã tuần tra kiểm soát phát hiện, xử lý, xử phạt gần 6.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 8 tỷ đồng, tạm giữ 1.605 phương tiện, tước 630 giấy phép lái xe các loại. Riêng về vi phạm nồng độ cồn, đã phát hiện xử lý 317 trường hợp vi phạm, xử phạt trên 1,5 tỷ đồng. Trong quá trình công tác tuần tra kiểm soát xử lý những lỗi là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông, đó là chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, kiểm soát đối với xe vận tải hành khách, tuyên truyền vận động thực hiện nghiêm cái chỉ thị của Thủ tướng, thực hiện giãn cách xã hội. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh tiến độ tập trung xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, các lực lượng chức năng phối hợp tăng cường hoạt động tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường theo phân cấp, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các loại xe quá tải trọng. Công tác tuần tra kiểm soát phát hiện vi phạm và xử lý nghiêm là một biện pháp công tác nghiệp vụ, vừa phát hiện tội phạm, vừa đấu tranh với những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, nó là một biện pháp cưỡng chế, phòng ngừa rất quan trọng để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thì đã có những chuyển biến rất tích cực. Các sở ban ngành cũng đã thực sự vào cuộc, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao cái nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông. Tuy vậy, tình trạng người tham gia giao thông ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông còn kém hoặc chấp hành mang tính đối phó. Đây là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, như điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia, không làm chủ tốc độ, đi không đúng phần đường, tránh vượt không đúng quy định, chuyển hướng không báo trước hoặc không quan sát. Vì vậy, lực lượng chức năng cần thực hiện nhiều đợt ra quân cao điểm theo chuyên đề, tổ chức chuyên đề kiểm tra lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất kích thích trên quốc lộ, chuyên đề phạt nguội các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên mọi nẻo đường.
Chuyên mục an toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.